tôi. Từ nay về sau khi tôi có phạm tội gì, hầu biết tìm ai chữa cho khỏi. Ai còn nhìn tôi nữa, ai sẽ chứng minh thì tôi còn sống làm sao được. Thế bà Thánh Đa Lê Đa lấy những lời ấy cùng lời khác mà thương, cháy nước mắt ta vừa chân cho Đức Chúa Giêsu chẳng có khi à dừng. Thì ông Thánh Giô-se cùng ông Thánh Ni-cô-đê-mô khuyên người rằng: Đức mẹ chớ khóc lóc làm chi, để cho chúng tôi cấm sắc theo tôi. Nay bây giờ Đức mẹ thăng rằng: Xin căn ông để cho tôi ấm sắc con tôi mừng chúng. Bây giờ mẹ lấy đôi mắt này mà tắm sắc con, hy vọng các ông chẳng cho tôi ăn sắc con tôi lâu, thì chôn mẹ cùng con làm một. Hy vọng tôi được giờ này thì xin Đức mẹ Giê-sép vì để nấu sợ chôn cất chẳng kịp. Thì bây giờ Đức mẹ thank you.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu.
ngày sau đêm chúng con đêm thờ bóng sông ngài áo đến trời vì công hiện đức Chúa Giêsu xưa chiều chết mà tán sáng mà đầy ăn sống hẳn khi công đức Chúa Cha và đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng em. Lời ơn đức Chúa Giêsu xưa anh vẫn vừa xe thật vang xuống mấy tháng mà thì anh đánh nhận giáo thay nghiêm đạo ngày sau đây chúng con hãy đến trời bốn sông ngài ở bên trời cùng thân thiện đất Chúa đầy gió giữa chiều chết mà đàn xa mà đầy ăn dân hẳn vì vương đất Chúa và đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng